Rồi. Thì Dũng có đất mà làm cái clip mà lúc này cũng trời mưa thì cũng ít ra ngồi chơi hoặc là đi như cu thì cũng có nhiều bạn em thấy có cái ở trên cái trang Facebook đó nha anh em, mình thì ít xài Facebook lắm, mình thì chủ yếu thích Zalo, thì anh em chia sẻ qua cho mình là cái thì mình cũng làm một video là tâm sự anh em chơi thôi nha. Thì có cái hội cu gí Định Quán Đồng Nai thì có đăng lên ở trên Facebook á, thì có một cái tiêu đề của anh đây, anh rừng, anh là rừng xanh 14 giờ trước nha anh em, là anh nói là nghe nói không, đây là cu của mình nè, nghe nói không, con nào cũng gù ác và cứng gù, chim thì toàn như cái gì đó anh em đọc. Thì đây là tấm ảnh của anh chập của mình, đây là cá chiến hổ mình tặng cho mình con cu và tặng cho mình cây sao, và trên này là con chim đồng khoai thổ mẹ số 685 đó, dáng quy nha anh em. Thì anh lấy con cu này lên, anh nói bạn anh á, anh em mua về chơi không có được nè đó, đăng lên nha anh em, mà mình cũng mắc cười, con cu đấy là con bài số 685 đó, 685 thì 685 á, thì con cu đây mình đã chốt cho khách rồi và đã bán rồi, nhưng mà dịch bệnh thì mình đã nhận được tiền cọc rồi. Thì con này là ở Bình Dương hay sao nha anh em, để mình gọi cho mình mở ra cái số thư anh Nghiêng, anh Nghiêng ở Bình Phước, mình bán là mình lưu tên đây, anh Nghiêng ở Bình Dương 685 anh em thấy không, là số 685 đường mờ 685 nha anh em. Đó, thấy tụi mình là mờ đấy 685, và con chim đó thì lúc ảnh đã chuyển tiền cọc mình rồi á, thì mình muốn cho nó kỹ, mình sang qua trong cái lồng nuôi nè, mình nuôi cho nó rộng rãi và đẹp, đỡ khi nào gì đó anh ra ngồi được thì anh hello mình sẽ gửi number cho ảnh, mà chưa gì là con này nó đã có ảnh ở trong hội cu gí Đồng Nai rồi ha, mấy anh em thấy vui không, là lấy con chim này đưa vô cái hội cu gí Đồng Nai á đó, và kèm bức ảnh của mình đăng lên là bán chim tầm bậy đó. Mà thật ra con chim này thì vẫn còn ở nhà mình nha anh em, còn cứ anh em nào mà cứ mua đó thì cứ mua con nào nhớ đỡ điện thoại đó, số đó lên thẳng trên cái Facebook hay là YouTube đó, rồi mình nói thẳng qua trong cái tiêu đề đó cho anh em biết, đỡ mình là xạo đến mức độ như thế nào gì đâu, mà mình cũng phải cười. Chim này thì giờ còn ở nhà mình chưa gửi đi, mà trong Đồng Nai là đã đăng con này lên rồi là nói bán xạo rồi, vừa chơi không được à. Bên những anh em nào mà theo dõi cái kênh mình nha đó, thì xem cho vui, và thấy cái trang mà Facebook mà hội cu gí quạo quán gì, Định Quán gì của Đồng Nai á, thì anh em cứ tự hiểu và suy nghĩ thôi,
Đó. Thì cuộc sống mà anh em hơi yếu, anh em lên một cái hội đó thì mình cũng biết anh em chắc chắn là còn phải là chơi và giao lưu qua lại. Bất cứ một người cu thú nào khi chơi là không có ai mà chơi một con cu thú khi chết nha anh em. Cũng phải chơi rồi phải giao lưu. Thấy con này ví dụ như 5 triệu mình đang chơi mà có con thợ 5 triệu hơn thì anh em vẫn thợ bán cái con 5 triệu của mình đi mua con 5 triệu khác vào chơi vì nó hơn con chim của mình mà, thì chắc chắn hình thức đó là anh em vẫn buôn bán thôi. Đó thì anh em thấy yếu thì anh em đừng có nói là đam mê chơi là cái ngọ thật, không có lấy ra buôn bán thì má anh em cứ chơi đi, thì má anh em cứ giữ chơi. Còn cái buôn bán thì má anh em biết rồi, 5-700 con mình bán có cả ngàn con rồi thì chắc chắn cái điều buôn bán thì cái nên thì họ phải mến mình, còn dù con không được thì họ phải trách móc mình thôi, cái đó là mình ghi nhận chắc chắn 100% là ai cũng vậy thôi. 9 lần cho 1 lần không cho là vẫn là anh em bọn ghét mà, nhưng mà anh em hiểu cái đó. Đó thì mình cũng thấy anh em đang lên cũng là một cái hội cu gáy đó, thì cuộc sống mà anh em không phải là người ta làm rất là nhiều việc tốt nha anh em không để ý, không có nhắc tới anh em, mà anh em không làm được như họ đó, mà khi anh em thấy người ta vừa có một cái xấu thôi là má anh em xúm vào, má anh em bư móc đó, má anh em đăng lên tải má anh phá là cái gì đó, nhưng mọi hình thức mà anh em làm vậy nó không có đúng đó. Dù như 700-800 con mình đã bán ra là trong game can của mình đó, và 1.000 con một thêm mà ngồi nữa là gần 1.000 con rồi, thì làm sao ở đâu mà mình đi bắt, mình chỉ mua thôi, không phải mua là con chim dớ nha anh em. Mua nhiều lúc mua là con chim hay, để ý con chim hay bỏ tiền ra mua vờ bán đó. Anh em không có rảnh thời gian, anh em đi làm nhà nước, anh em làm gì biết, thì có một người như mình đăng lên anh em ngồi xem kỹ lưỡng rồi bỏ tiền ra anh em mua vờ má em chơi, nó vẫn chắc hơn, nhanh hơn, gọn hơn đó. Thì nhiều để cái gần 1.000 con thì tốt hết, thì không nói gì hết, sơ sức một con không ưng ý là má anh em bê vào bư móc luôn. Và trong khi đó là má anh em cũng phải cà thở quặn buôn bán, không làm được điều đó như mình, không cố gắng được như mình, không lo tập trung vào vấn đề đó, mà anh em vừa thấy cái người khác mà sơ hở một chút có cái ý xấu á là nhào vào là dứt liền. Anh em cũng nói chung anh em cũng rất là bản lĩnh á. Chim của mình gửi cho khách, gửi cho khách vừa lên khách chốt, vừa lên khách chốt mà số 685 nghiêng Bình Dương vậy, cái là chưa gửi đi mới nhận cọc, còn nuôi giùm cho, vì dịch bệnh không gửi xuống được là má anh em có con chim này ở trong trang rừng xanh gì trong hội cu gáy Đồng Nai rồi, má anh em cũng giỏi tài, má anh em nói mua vừa chơi không được, nói chung là cũng phải phục má anh em nha. Rồi thì qua clip này mình cũng khuyên quán em, quán em là phải để ý trước sau đó, quán em phải cuộc sống đó, quán em phải nhìn cho nó thoáng ra, cân nhắc đó. Anh em cứ thấy người ta làm có một điều hai điều gì đó không tốt chặt là quán em nhào vào, quán em ném đá, quán em nói đủ điều, thì má anh em phải cố gắng, má anh em phải học lại cái tính của mình để sau này má anh em phải hoàn hảo hơn đó, cho má anh em chưa chắc là má anh em cuộc sống má anh em sẽ hoàn hảo và tốt hết đâu.
nên là mình cũng đóng góp một cái ý kiến cái chỗ cái anh gì khu ghế về hội khu ghế Định Quán gì Đồng Nai đó, cái đang lên đó, cứ đang nói chung là cứ để ý, nói chung là cố gắng theo dõi cái kênh mình nha, và để ý bạn bè xung quanh của mình, ai mua những con của mình mà nó bị trục trặc á, cứ chụp hình đăng lên trên Facebook á, để cho anh em biết mình buôn bán như thế nào để né ra chứ không nó bớt bị thiệt hại nha anh em. Rồi cùng gửi đến anh em toàn thớ là cái video nhỏ nhỏ như vậy thôi. Xin chào anh em.